Chào mừng tất cả các bạn, các bác tài, các tài xế. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với clip tổng hợp những tình huống giao thông oái âm mà chúng ta hay gặp khi lưu thông ở trên đường. Tình huống đầu tiên, sắp có một chuyện hay ho diễn ra trong tình huống này. Vâng, vậy là có một chiếc xe biển số 30, một chiếc ô tô màu đen đã vượt ẩu một cách bất ngờ. Rất may trong tình huống này không có va chạm xảy ra. Và chúng ta lại tiếp tục đến với tình huống kế tiếp. Đây là một tình huống một ông cụ lúc 2 giờ đêm tập thể dục ở giữa đường. Ôi, một tình huống rất là oái âm, độc lạ. 2 giờ đêm ra giữa đường tập thể dục. Rồi tiếp theo, một nữ tiếp tân đang đứng ở sảnh để đón tiếp khách của mình. Vâng, sau đây ôi, không biết là ông tài xế này có bị mất ngủ hay không. Chứ thế trong tình huống này nam tài xế xử lý có vẻ ngáo ngơ. Vâng, nữ tiếp tân vẫn cố gắng mở cửa để đón tiếp khách của mình. Nên thưởng cho nữ tiếp tân này, phải thưởng nóng. Vâng. Rồi, còn đây là một tình huống kế tiếp. Một chiếc xe nâng đang cố gắng di chuyển hàng lên chiếc xe ben. Vâng. Nắp thùng của chiếc xe ben vẫn chưa mở. Và đây là cái kết của sự lười biếng. Rất là lười biếng. Vâng, chúng ta cùng nhau đến với những tình huống giao thông hấp dẫn khác. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vâng, sau đây. Vâng, vậy là có một cậu học sinh. Ôi, ôi là trời, sợ thế. Chúng ta có thể thấy tín hiệu xin rẽ trái của chiếc container đã được bật lên. Và chiếc xe gắn máy vẫn cố gắng vượt lên. Vâng. Và rơi vào điểm mù của chiếc container. Trong tình huống này chiếc xe gắn máy vẫn kịp thời quay đầu. Nếu như không quay đầu lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi tiếp theo, một cô gái đang đi ngược chiều. Ôi, vừa thì có một cuộn con sắt rơi xuống. Và rất may trong tình huống này cô gái vẫn an toàn. Rồi sau sự việc này thì rất có thể cô gái sẽ không dám đi ngược chiều nữa. Qua đó chúng ta có thể thấy là ý thức của chiếc xe đầu kéo chở cái tấm tôn này là vô cùng kém cỏi. Còn đây là một tình huống một ông thì cố gắng len lỏi vào làn ô tô, còn một ông thì khi đến đèn đỏ mà phi với một tốc độ nhanh. Và đây là cái kết đã có qua chạm xảy ra. 29 gặp 30. Vâng, hai ông đi xe máy có vẻ như là cậy đông ăn hiếp yếu. Rồi, tình huống giao thông kế tiếp. Vâng. Một người đàn ông tưởng đâu là chiếc ô tô bị trôi. Đấy. Vâng, một tình huống rất là hài hước. Còn đây là chị gái của chúng ta đang đổ xe ở giữa đường để sửa chữa gì đó. Hình như là cái chiếc kính của chị có vấn đề. Đấy, chị đậu theo kiểu là đường của chị mày. Phụ nữ khi tham gia lưu thông là một cái gì đó rất là đặc biệt mà chúng ta không thể lý giải được. Rồi tiếp theo. Khoan, một pha vượt ẩu của ông chú. Ủa là trời. Rất may mắn cho ông chú, một tí nữa thôi là niệm rồi. Ui, rất may mắn trong trường hợp này không có va chạm nào xảy ra. Rồi tiếp theo, các bạn hãy chú ý vào phía bên tay trái màn ảnh của các bạn.
Và các bạn hãy chú ý vào nam thanh niên có giống mũi tên chỉ này. Đấy, 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 đấy. Đường trơn trượt như vậy mà nam thanh niên vẫn vượt một cách thản nhiên, lẳng lặng một cách vô tư, đi theo kiểu là đường của ông nội tao, đường này tao xây, đường này tao mua tất. Rất may, rất may. Rồi sao nữa đây? Nam thanh niên có vẻ như vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm sau tình huống đầu tiên. Và vẫn chạy theo cái cách là đường của bố mày. Rồi tiếp theo, đây là một tình huống chuyển làn có thể nói là rất là ngu dốt không quan sát của nam tài xế trên chiếc ô tô màu trắng. Một pha chuyển làn đi vào lòng đất thể hiện rõ đây là một tài xế mua bằng. Rồi chúng ta cùng nhau đến tình huống giao thông tiếp theo. Đây là một tình huống có thể nói là dựng rạp ngay giữa đường. Đây là rạp đám cưới. Phải như là đám ma thì chúng ta có thể thông cảm được. Cái đường nó nhỏ xíu à. Nếu như mà sang nhà không có chỗ dựng rạp đám cưới thì các bạn có thể là thuê nhà hàng để chúng ta đãi. Như vậy nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Vâng, phải là có một tình huống từ trong ngõ đi ra thiếu quan sát của một chiếc ô tô con màu trắng. Một tí nữa thôi là đã có va chạm xảy ra. Một pha nhập làn ngu dốt. Vâng. Ôi trời ơi. Ôi. Ông này qua cái cua cong mà chạy nhanh vậy. Ui, chạy với tốc độ như thế này có ngày nhập quan sớm. Các bạn có thể thấy là ông xe ben đã ra tín hiệu, đó chính là nhảy đèn khẩn cấp cho chiếc xe có gắn camera hành trình cảnh sát. Vâng, ngay khúc cua mà chạy với tốc độ cao như thế này thì ui, sợ thật. Phần trái lớp, ông xe bồn chạy quá ấu. Ngang những khúc cua khuất tầm nhìn thì chúng ta nên lưu thông với một tốc độ chậm để đảm bảo an toàn. Rồi tiếp theo. Vâng, rất nhiều nữ ninja xuất hiện trong clip này. Đây. Đó, đây, các bạn hãy chú ý vào tình huống này. Đó, có một nữ ninja, đấy, bắt đầu cáo gắt. Vâng, và đây là cái kết. À, chết gì đây em ơi. Ôi, đổ xăng cho phụ nữ là một tội ác. Còn đây là một tình huống cực kỳ thiếu ý thức. Tàu sắp qua rồi và nhân viên đã kéo thanh trắng lại hết rồi. Thì có một bà cụ vẫn thản nhiên đi ngang đường ray của tàu hỏa. Và đây là cái két. Đấy. Ôi là trời. Và những chiếc xe máy khác thay vì dừng lại thì vẫn tiếp tục lưu thông một cách bình thường. Điếc không sợ súng. Rất là thiếu ý thức. Không biết phải bình luận như thế nào, bình luận ra sao ở trong trường hợp này. Kém phần mình, thiếu ý thức. Vâng. Tàu hỏa đến luôn. Thấy chưa các bạn? Đôi khi chúng ta nhanh một phút nó lại là chậm cả đời. Ở tình huống này có một nam thanh niên đang đậu ở bóng mát để tránh nắng và trên tay còn bấm điện thoại, mặc cho xe phía sau bốc còi y nổi. Lại là một hành động thiếu ý thức nữa. Không biết cái đường người ta đi không? Ngoài em ngáo vừa thôi chứ. Rồi tiếp theo. Vâng. Sau đây. Vâng, vậy là có hai chiếc xe khách đang cùng nhau chạy đua. Ôi, ngay khúc cua mà chạy đua được như vậy á, đúng là xem thường tính mạng người khác. Một hành động không thể chấp nhận được. Ba chiếc ô tô, không ai chịu nhường ai. Theo các bạn là ai đúng ai sai ở trong trường hợp này? Trong trường hợp này, nếu xét về lý thì đây là đường đồng cấp. Chiếc xe có gắn camera hành trình đi thẳng nên sẽ được ưu tiên thứ nhất.
và chiếc xe màu bạc rẽ phải là ưu tiên thứ hai, và chiếc xe màu đen rẽ trái nên sẽ đi cuối. Nhưng mà nếu mà xét về tình cảm thì chiếc xe có gắn camera hành trình nên nhường một nhịp, sau đó chiếc xe đen sẽ rẽ và cuối cùng là đến chiếc xe màu bạc. Như vậy thì con đường nó sẽ thông nhanh hơn. Vâng. Vâng. Trong tình huống này, chiếc xe khách chuyển hướng mà không bật đèn xi nhan, và chiếc xe rau thì lại lao với một tốc độ khá nhanh ở trên đoạn đường hẹp. Cả hai ông đều sai ở trong trường hợp trên. Xe rau đối đầu với xe khách. Rồi, tiếp theo. Sau đây, lại là một tình huống không lỗi của chiếc xe gắn máy. Và đây là cái kết. Một tí nữa thôi là đã thành bánh mì kẹp thịt rồi. Rất may trong trường hợp này thì người đi xe gắn máy vẫn an toàn. Ôi, lại là một ý thức tham gia giao thông kém nữa. Rồi tiếp theo là hai em hot girl xinh đẹp đi lạc vào cao tốc. Và điều đáng chú ý ở đây là hai em còn đi ngược chiều cao tốc và đi vào làn tốc độ nhanh nhất. Không hiểu đi kiểu gì luôn. Ngược đường này, vào cao tốc này. Vâng. Vâng. Ôi, lại là một pha sang đường ngu si ngáo ngơ của một nam tài xế. Đây, chúng ta không biết phải bình luận gì cho pha sang đường ngu si này của nam tài xế. Vâng, phải là vừa chạy vừa nghe điện thoại. Mọi sự ngu si đều phải trả giá bằng tiền mặt, thậm chí là rất nhiều tiền. Sang đường một cách ngáo ngơ, không quan sát, mà lại vừa sang đường vừa nghe điện thoại như thế này nữa. Vâng, lại là một tình huống thiếu ý thức khác của một chiếc xe khách. Vâng, rất là thiếu ý thức. Chạy như vậy mà chạy được hay? Mình từng đi đường, đi bằng xe máy cũng đã phải gặp những cái trường hợp tương tự như thế này rồi các bạn. Rất là khó chịu. Một chiếc ô tô 20A có dấu hiệu là cậy gần nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình huống này. Vâng. Rồi. Chiếc ô tô đang có dấu hiệu chuẩn bị vào làn cao tốc. Chiếc ô tô đỏ này liên tục cà khịa trước đầu chiếc ô tô có gắn camera hành trình đang chạy ở phía sau. Vâng, chuẩn bị nhập làn cao tốc. Cái lỗi đầu tiên là khi nhập làn cao tốc mà không mở đèn tín hiệu, là cái lỗi đầu tiên. Theo như quy định là sẽ bị tước bằng từ 4 đến 6 tháng và bị phạt tiền ở mức phạt là 11 triệu đồng. Chúc mừng bạn đã quay vào ô may mắn. Chắc là có tí gái ngồi trên. Mai chắc nó bị phạt thì nó tính kiểu gì? Tí ông gửi lên cổng thông tin điện tử thấy người luôn. Bố mày đây rồi.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau. Chúc tất cả các tài xế quan trọng bình an.